put down wrong. And thứ ba tới đây, 4 giờ sáng là tôi lên máy bay ra phi trường ở tại đây. Chúa Giêsu ở trên thánh giá không có xuống để chết cứu độ chúng ta. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Mỗi một bước tới là đỡ gần với cái chết. Nhưng mà cái chết đó đưa chúng ta về với Chúa, đưa chúng ta về với nhau. Tôi biết nói gì hơn trong giờ chia ly này. Xin Chúa cho chúng con biết nói gương Chúa nhìn lên thánh giá. Có 3 triều kích, 3 đối tượng để nhìn. Giờ từ đó mà chúng con có sức mạnh để bắt chước Chúa, chết cho Chúa Cha, chết cho đồng loại và chết cho chính mình. Tức là cái nhìn lên cao Chúa Cha thiên đàng, cái nhìn xuống trần gian là đồng loại, là con cái, và cái nhìn vào chính mình như một nhịp cầu, như một dốc cầu để đưa mọi người lên với Chúa. Và trong đó con được chính dự là cầu nối. Chính vì vậy mà đi đâu làm gì con cũng cảm thấy Chúa luôn sẵn mạnh với con, và con được phước là một cái dấu cầu nối trời và đất, nối anh em với Chúa, và nhờ đó mà con cũng được nối kết sao. Một lần nữa xin chiêm luôn cầu nguyện cho tôi, bất kỳ như nào dù còn sống hay chết chúng ta cũng sẽ gặp nhau trên thiên đàng. Đôi lời ngắn gọn xin tự giảng cha và tất cả chị em xin cảm ơn và trở về. Con thì chắc là cha sẽ trở lại. Thì cha không có đi về.